111天, ngày 111. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Vậy lúc nào em về thì lúc đó mình đi. Nguyên văn là, vậy em lúc nào về, chúng mình lúc nào đi. 那你什么时候回来,我们什么时候去? Na, ni, shen, me, shi, hou, hui, lai, wo, men, shen, me, shi, hou. 去。那你什么时候回来,我们什么时候去? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có. Chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy su yi điểr. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Người bản địa Quế Lâm. Quế lín bẩn địa rấn. Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam. Nếu bạn thời gian lưu tại Việt Nam. Tìm thấy hội quán tam thế rồi. Tìm thấy san sư hội quán lợ. Đừng khách sáo với mình nữa. 不要再跟我客气了。别再跟我客气了。Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等。Chất lượng cũng không tệ. 质量也不错。 Cà phê trà xanh và cappuccino. Lùi trà cà phê và cappuccino. Vị rất tốt, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xiang. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Chỉ bí wo da 2 tuổi. Phát triển tốt lắm đấy. Phát triển de mán hào de. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt rồi hãy nói. Xin bà Yue Nán Yu xue hào le zai shuo. Ngại quá, xin lỗi. Bù hào ý sự. Ở bên ngoài. Zài wài miền. Điều dương. Xiao yáng. Đại khái khoảng mấy giờ? Đại khái chí điển. Có khả năng 6 giờ hơn. 可能6点多. Về đến nhà. 回到家. Lúc nào về lúc đó đi. 什么时候回来,什么时候去.
trước tiên như vậy đi.先这样吧。